Sầu riêng sổ nhụy và sau sổ nhụy được xem là giai đoạn quan trọng, quyết định rất lớn đến năng suất cả mùa vụ. Nhiều vườn sau khi cây sổ nhụy, bà con nông dân không dám bón phân nuôi trái vì sợ cây đi đọt và gây rụng que diêm, rụng trái non. Vâng, vậy sau sổ nhụy, việc chăm sóc sầu riêng cần được thực hiện ra sao? Phần tư vấn từ tiến sĩ Phạm Công Chí, chuyên gia cảnh quan bền vững sẽ giúp bà con có biện pháp chăm sóc sầu riêng giai đoạn sau sổ nhụy, giúp tăng tỷ lệ đậu trái, hạn chế rụng trái non. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thường sau khi cây sầu riêng hoàn thành số nhụy khoảng 3 tuần đến 4 tuần thì mới mới đi dinh dưỡng lại để nó cân bằng. nhưng mà chúng ta thấy hiện nay nông dân có một cái tâm lý là đợi cho nó số nhụy nở hết những cái hoa rải đi thì dẫn đến cây rất là kiệt sức và thậm chí nó kéo dài thêm 2 tuần nữa cho nên cái cái chăm sóc của chúng ta nó bị trễ vụ cái giai đoạn mà tỉa bỏ hoa rài tỉa bỏ những cái nụ hoa rài nó giúp cho chúng ta chấm dứt những cái quá trình thụ phấn dây dưa vì những cái hoa nở sau nó có thứ nhất là có hai cái nguy cơ nguy cơ thứ nhất nó làm cho kéo dài cái thời kỳ số nhuệ chúng ta không chăm sóc vườn kịp nó ảnh hưởng đến sức khỏe của cây và những cái trái đã thụ phấn. Cái thứ hai là những cái nụ rài này nó nở, nó sinh ra hóc môn, nó tranh chấp dinh dưỡng, nó làm cho rụng những cái trái mà đậu tốt, những cái trái thuận lợi đậu rồi. Và giai đoạn này thường nông dân chưa chưa có chăm sóc gì. Nhưng mà chúng ta lưu ý rằng khi mà thực sự khi mà chúng ta bón phân lúc mà dinh dưỡng trong đất nó khá là kiệt rồi, nó kéo dài hơn 5 tuần thì nó dẫn đến là khi đó cây nó sẽ ảnh hưởng về mặt dinh, dinh dưỡng tổng thể cho nên khoa chúng ta xử lý sớm đó chúng ta khoảng um, 3 đến 4 tuần là chúng ta có thể đi dinh dưỡng lại giai đoạn này nông dân thường có xu hướng là chặn đọt bởi vì khi ra ra lá non á, là cái nhu cầu trung vi lượng nó tăng cho nên dẫn đến nó dễ bị sốc nhiệt khi chuyển mùa nhưng mà nếu chúng ta chặn đốt đọt như vậy thì nó dẫn đến là khi á, là cái trái hình thành thì tỷ lệ dinh dưỡng um, của bộ tán lá không đủ cho nên cái cái trái mà bị lệch bị lép nó sẽ tăng lên cho nên song song với việc chặn đọt thì hiện nay có một kỹ thuật cái quá trình đọt nó không quá nhiều thì người ta có thể diều đọt tức là chúng ta bón phân ba số để chúng ta cùng với trung vi lượng bổ sung cho một cây tùy cái tán lớn nhỏ là một đến ba lạng trung vi lượng nữa thì khi đó cái khả năng chịu sốc nhiệt nó rất là tốt